Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn con máy cưa xích cầm tay nha. Máy cưa xích mini. Cái máy này thuận tiện cho việc mé nhánh cây, đốn cây nhỏ, mé nhánh cây. Đặc biệt là cắt tỉa cành rất là thuận tiện, nhất là tỉa cành cà phê rồi đó các bạn. Tỉa cành rất là thuận tiện luôn, thao tác một tay rất là dễ dàng, hai tay cũng được, một tay cũng được. Con máy này nó thiết kế đặc biệt để thao tác một tay đó các bạn thấy tình trạng máy rất là còn rất là đẹp luôn, các bạn thấy không, lọc gió của nó nè. Đây. Chế quả khí của nó nè các bạn. Rất đẹp phải không? Quá mới luôn. Hàng Nhật bãi nha các bạn, hàng Nhật bãi mà mới tinh như là đập thùng. Rất là đẹp luôn. Này là Tanaka nha các bạn. Tanaka BMS 290 này, sản xuất nội địa nè các bạn. Nó sử dụng trong nước, nó không có để chữ Tanaka theo tiếng Anh, để Tanaka theo tiếng Nhật nha các bạn. Đây 25/1, 25/1, 25/1, tất nhiên là 25 phần xăng 1 phần nhớt các bạn. Cái này tỷ lệ của xăng nhớt của nước ngoài nha các bạn. Đây, các bạn thấy rất là đẹp luôn. Đây. Sách hướng dẫn sử dụng, an toàn sử dụng. Tanaka. Hàng bãi Nhật các bạn. Công tắc nè. Các chi tiết đều mới tinh luôn, không có một lỗi nhỏ nữa các bạn. Đây là nấm chỉnh nhớt nha các bạn. Rất là đẹp. Nấm chỉnh nhớt rất là đẹp luôn. Có cộng trừ nè các bạn. Đây, cộng thì ra nhớt nhiều, trừ ra nhớt ít nha các bạn. Forward mass sức mạnh B. BMS 290 made in Japan. Xem nào, từng chi tiết, từng con ốc đều đẹp. Đẹp từ con ốc luôn. Xích nè. Xích nó xích nghĩa địa đó các bạn, mà mới như là chưa xài, bén ngót luôn. Còn nguyên giống như là chưa xài. Như là mình mới khui xích mình gắn vô. Ngọt luôn, đưa vô cắt liệm luôn. Đây nè. Tay chấm nhớt, chấm xăng nha các bạn. Đây chấm xăng. Đây chấm nhớt các bạn. Đây, chấm nhớt, nấm chấm nhớt, nắp chấm nhớt. Ở trước này nắp chấm xăng. Cái này nó có ba cái nấm điều chỉnh nè các bạn. Ba chỗ điều chỉnh. Một là chữ L, hai là chữ H, ba là
chữ y y d ăn là e đó là chỉnh, cái đó chỉnh garanti đó các bạn, có e gió có này là e gió này các bạn, e gió này, e gió gió e gió e gió nó có hai nấc nha các bạn, thì kéo ra maximum và này minimum đó. Thấy không, khớp nữa, nó hai khớp nữa. Khi mà cái máy mình mà tình trạng nó hơi thiếu xăng đó các bạn kéo ra nấc đầu này là nó sẽ đủ xăng lại đó các bạn, nó ép cho nhỏ cái họng gió lại rồi nó lên xăng nhiều hơn. Khi máy mình lên xăng không ngọt đó các bạn, nó có hai nấc. Đặc biệt là dòng này là tay cái e này hai nấc nha các bạn. Khi nấc thứ nhất mình đẩy sát vậy mà máy mình chạy sượng nha, không đủ xăng, mình chưa có dịp tinh chỉnh lại thì mình sẽ kéo ra nấc đầu này nó sẽ chạy ngọt lại các bạn. Còn nếu mình kéo tiếp ra nữa là nó đóng kín luôn đó các bạn, nó hai nấc rất thuận lợi cho việc sử dụng. Có nghĩa là nó ém bớt cái họng gió lại để xăng nạp lên nhiều, mình chạy ngọt lại trong khi mình chưa có dịp tinh chỉnh lại nha các bạn. Thì khi mà mình gặp cái trường hợp mà nó mình lên ga nó nghẹn á, mình kéo ra nó thứ nhất thì mình sử dụng tạm trong một thời gian ngắn vậy đó, để mình có dịp mình điều chỉnh cây H lại, cây H ra chút xíu là nó hết ngàn liền. Cây H ra là nó hết ngàn liền đó các bạn. Rồi, đại khái máy mình vậy nha, để mình cho nổ thử nha. Máy rất nhạy các bạn, chạy rất là ngon luôn. Lọc gió lọc chất để nó phun nhớt, phun nhớt rất tốt các bạn ơi, phun nhớt rất tốt. Nhớ mở công tắc nha các bạn, mở công tắc. Dĩ nhiên là đem ra cắt cây là ngọt liệm đó các bạn. Hiện giờ trời đang tối á, mình ghi hình bằng đèn đó cho nên mình không có đem ra cắt cây cho các bạn xem. Dĩ nhiên là cắt nó ngọt liệm luôn đó các bạn. Máy ngon, xích ngon. Mà quan trọng đứt hay không là do cọng xích nha các bạn. Chạy ngọt hay không là do máy, đứt hay không là do cọng xích cây lam. Mà cây lam thì không quan trọng bằng cọng xích. Cây lam sao cho nó trượt trơn trợt gì thì cây lam ngon. Cây lam khi mình kéo gì mà cây lam không chạy được, không có ngon được thì do cây lam. Còn nếu mà cắt đứt hay không đứt, đứt lẹ, đứt chậm do cọng xích nha các bạn. Do răng của mình không bén, cắt chậm là mình dũa răng lại. Chứ cắt không đứt đừng có đổ thừa cái máy nha các bạn. Cắt không đứt hoàn toàn 100% do cọng xích. Chạy không được 100% do máy. Rồi, nó có mỗi cái nó có cái nhiệm vụ riêng. Cái xích đó, thì nó nhiệm vụ nó cắt đứt cây. Nếu mà máy mình chạy tốt mà nó cắt không đứt cây là do cọng xích. Còn nếu mà
chạy sượng sượng chạy không ngọt, chạy tắt hoài là do cái máy nha các bạn. Máy rất nhạy các bạn ơi. Rất là ngon. Đấy, rất là ngon. Rồi, xin mến chào các bạn nha. Cái video mình giới thiệu cây máy Tanaka 290 BM. Đến đây là tạm dừng nha các bạn. Nếu mà các bạn có yêu cầu gì đó, thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.